đã biết em yêu anh như thật chân tình. Có vì sao anh lừa dối? Anh mất xa xăm luôn mơ về chốn nào. Có vì sao anh còn bù vơ hoài? Có nói cũng thế, có cho cô thôi. Thôi không yêu nữa, lạnh quay làm chi anh ơi. Anh về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, mê sao vụt bay. Anh xưa đã chết, đã hết giận tình yêu. Anh về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, xin anh người ơi. Yêu đừng nên dối trá trở nên vu vơ. Đã hết yêu nhau thôi không còn mong chờ. Nhớ làm chi, xin đừng để. Đã biết bao lâu anh luôn lừa dối anh. Đâu còn yêu, đâu còn vu vơ nhiều. Có nỡ cũng thế, có cho cũng thôi. Thôi không yêu nữa, anh quên làm chi anh. Trong tim em giờ đây, mê sao vượt bay. Anh xưa đã chết, đã hết giờ tình yêu. Anh về đi, không buồn không giận đâu. Ông yêu nhau thì thôi, chỉ thành người ơi. Yêu đừng nên dối trá trở để. Anh về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, mê sao vượt bay. Anh xưa đã chết, đã hết giờ tình yêu. Anh về đi, không buồn không giận đâu. Ông yêu nhau thì thôi, chỉ thành người ơi. Yêu đừng nên dối trá trở để. Anh về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim em giờ đây, mê sao vụt bay. Anh xưa đã chết, đã hết sự tình yêu. Anh về đi, không buồn không giận đâu. Ông yêu nhau thì thôi, chỉ thành người ơi. Yêu đừng nên dối trá trở nên vụ vơ. Trở nên vụ vơ. Cảm ơn các bạn. Đêm tiệc của Đại Nghĩa đương nhiên là phải vui rồi. Cảm ơn Mỹ Ngọc, cảm ơn Khả Như và các anh em trong ban nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách thứ 3 của đêm nay. Trò chơi này có tên là nhanh tay tìm ký. Đại Nghĩa sẽ đọc một câu hỏi và 8 phương án để các bạn lựa chọn. Nếu như các bạn nghe thấy phương án nào là phương án chính xác thì phải thật nhanh phóng tới bấm chuông giành quyền trả lời. Đúng thì các bạn được quyền đứng lên dõng dạc hi ngang loại một thành viên của đội đối phương. Sai thì xem như các bạn tự loại mình ra khỏi cuộc chơi. Một phương án đúng, chúng ta sẽ có 2 điểm. Trò chơi sẽ dừng lại cho đến khi một trong hai đội không còn thành viên nào cả. Ai tay dài chân dài giỏi ra nhưng mà không được chân đè em, đè là té không đi. Không, đúng rồi. Câu số 1. Những diễn viên nào tham gia bộ phim điện ảnh Nhà có 5 nàng tiên? A. Minh Nhi. B. Hoàng Thắng. C. Hoài Linh. Tôi em. Em được rồi. Trần Đức Dây. Coi chừng đứng dậy của tôi. Dạ, tôi lẻ lắm mà. Đứng lên Quang. Em được rồi. Rồi đứng lên, được rồi thì đứng lên. Trời ơi. Đáp án này là đáp án. Đúng. Loại ai? Bánh bèo. Bây giờ Trí Quang, em nói một tiếng đi, em loại ai? Quang mình vừa tu gì xong ai thắng? Thảo Điền. Cả nhà bị loại. Ok, cả nhà ok. Kệ đi, coi số 1. Câu số 2. Những nguyên liệu nào sau đây làm nên món bánh xèo truyền thống? Bánh xèo nha. A. Bột nếp. B. Cà chua. Ê, dở nữa đi. C. Thịt ếch. D. Lá dứa. E. Tôm. Đi lên. Tôi phải nói là tôi ngưỡng mộ. Quang, bình tĩnh. Đáp án này là đáp án. Chính xác. Trời ơi. Quang, I love you. I love you so much. I love you. Loại ai? Quang. Áo đỏ. Tại chị. Mời em. Vì em đó. Kìa. Trời ơi, hai cái mặt như gần bằng nhau rồi đó. Câu số 3. Khó lắm cưng ơi. Những cụm từ nào sau đây xuất hiện trong ca khúc Duyên Phận của nhạc sĩ Thái Thịnh? A. Thầy bói. B. Anh chồng. C. Con dâu. Không có. Em.
Nhưng mà biết đâu trong bài duyên phận có cái từ con dâu thì sao? Đâu có đâu. Còn làm con gái thì mỗi lần nữa. Hết bài luôn, không thấy anh ơi. Đáp án này là đáp án. 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 Tí đô, tí đô. Em mời anh. Gãy ghế, cưng gãy ghế. Gãy ghế, tí đô. Câu số 4. Ôi, coi chi hoàng lỡ rồi. Theo truyền thống, những trái cây phải có trong mâm ngũ quả ngày Tết ở miền Nam là gì? Đưa tay ra. Đưa tay ra. Tự tự, cho tụi em tạo hình cái gì kìa. Ngồi yên với nhau, ngồi yên với nhau. À, sung. Cũng vẫn nhầm. Cái gì mà sung ở trọng? Sung bần đúng không? Đây là đáp án. Chính xác đúng không? Trời ơi, em đúng rồi. Trời ơi, em giỏi mày kìa, không ngờ luôn á. Như vậy là thành viên cuối cùng của đội bên đây là Tí Đô cũng đã bị loại khỏi trò chơi này. Chúc mừng đội của Gia Kính. Như vậy là thử thách thứ 3, đội bên Gia Kính chiến thắng tuyệt đối, mang về cho mình 8 điểm. Thua 6 điểm đó em à. Dạ, để tổng kết nhẹ lại sau 3 vòng thi nha. Sau 3 vòng thi, đội của Gia Kính được 17 điểm. Đội của Tất Diệu Hằng 11 điểm. Nhưng mà cách nhau 6 điểm cũng rất là ít, không có phải là nhiều đâu. Trò chơi tiếp theo của chúng ta, biết đâu bên mình sẽ lội ngược dòng thì sao. Trò chơi thứ 4 của Đêm Tiệc Cùng Sao.